xin chào cả nhà hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà cách nuôi cá kiếm nha cả nhà cá kiếm người ta còn gọi là cá cá múm đó cả nhà ha thì trong cái loại cá múm này mình lấy cái tiêu biểu đó là cá hồng kiếm hắc kiếm thôi nha cả nhà có thể nó lai ra thành hồng công nè rồi những cái con mà màu đỏ mà hai màu hoặc là màu có thể nó phối thành ba màu luôn nha cả nhà rất là đẹp ha thì cái loại cá kiếm này á, nó phân bố ở Nam Mexico nè hiện nay thì nó phân bố rộng lắm hầu như ở nước nào cũng có nuôi hết tại vì cái loài cá này thì nó rất là dễ nuôi ha cả nhà ha bây giờ mình nói sơ qua về ngoại hình và tập tính nè Cá này cũng như cá bảy màu ha, cá kiếm được người nuôi ưa thích. Trong tự nhiên thì màu sắc của cá vốn là màu xanh lam nhạt, hồng lục, mép vây màu nâu, cá đực vây đuôi kéo dài ra như cái kiếm. Với các màu lục, cam, đỏ, vàng, nhưng ở mép dưới có một vạch đen, vây lưng có đốm đỏ hồng. Cá cái thì không có đuôi kiếm, vây lưng không có đốm đỏ. Người thô hơn con cá đực tức là cái con cá cái, cái cái người của nó cái bụng của nó bự hơn ha cả nhà hơn nó thô hơn còn cái uh, con cá đực thì nó thon thân hình hơn thân cá cái dài khoảng 12 cm cá đực có đặc điểm là khi vận động cái phần đuôi kéo theo một cái thanh kiếm cho nên cái gọi cá này người ta gọi là cá kiếm là vậy đó ha làm cho cái hình dáng của con cá đực này nó rất là đẹp và cái con cá đực có lúc nào nó cũng có đẹp hơn con cá cái hết ha cả nhà ha tại vì cái đuôi kiếm nó kéo dài nha cái con cá đực có lúc là công kích nhau nhưng chúng không có tấn công nhau như những loài cá nhiệt đới khác tức là có khi con cá đực hai con cá đực nó có các bạn thấy đôi khi nó cũng đá nhau nhưng mà nó không có đến nổi y như là con cá chọi ha nó đá nhưng mà ít thôi nên cái dòng cá này có thể nuôi chung với nhau được ha và có thể là nuôi chung với các loài cá khác luôn ví dụ các bạn có thể nuôi chung lại long nhãn c can bảy màu nè vân vân ha cá này thì rất là dễ nuôi qua sự lai tạo và tuyển chọn và nuôi hơn 100 năm, người ta đã bồi bồi rục và cho ra gần 100 chủng loại cá kiếm khác nhau. Thấy không? cả nhà thấy cái loài này nó nhiều ghê chưa? Trong đó loài thường gặp nhất và được ưa chuộng nhất tức là cá kiếm đỏ và cá kiếm đuôi án. Cái vây nó cao ha cả nhà ha. Có nhiều cái con cá kiếm nó lên tới bạc triệu luôn đó cả nhà. Cả nhà biết không cá kiếm mà gọi là nó lai tạo cái cái trên cái sóng lưng nó rất là, là là, cao cái loài cá đó thì hiếm lắm hầu như là, là, là ít có người sở hữu được lắm tại nó mất tiền ha hoặc là thường là có có con là nó song kiếm luôn tức là nó hai cái kiếm luôn đó cả nhà cá kiếm đỏ vây én đuôi thì cánh bườm cá kiếm trắng á cá kiếm lục cá kiếm uh, lục đuôi đen và song kiếm nói chung là nhiều cái loại cá kiếm lắm cá kiếm đỏ đuôi án vây cánh bườm là cá được ưa thích nhất tại vì nói chung là nó cũng dễ nuôi như cái giòi cá mình đang sâu cho cả nhà coi nè nó nó rỉ tiền và nó rất là dễ nuôi ha vây lưng của nó rộng và dài có con thì vây lưng vượt quá chiều dài của cái vây đuôi luôn đôi lúc bơi lội giống như một cái lá cờ đỏ đang tung bay phất phới trông rất là đẹp đó là những cái dòng cá đó là nó rất là mắc tiền nha cả nhà tức là cái kỳ trên sóng lưng của nó đó nó còn dài hơn cả cái đuôi nữa tức là nó kêu y như là cái con con cá mà mà cái cái bảy màu của mình á, có lai những cái loại như vậy á, cái kỳ lưng của nó rất là cao cũng đẹp thì con cá kiếm này nó cũng có nhiều loài nó lai tạo được cái như vậy ha mà thường những cái dòng đó thì mình không có sở hữu được đâu mất tiền lắm nó có có khi cả triệu một con luôn đó có là kiếm huyết đó nó kiểu kiếm huyết đó, cả nhà cái màu đỏ như là máu luôn đó cá kiếm cơ thể rất là cường tráng tính thích ứng mạnh không yêu cầu phẩm chất nước cao có thể sống chung và sinh trưởng tốt trong nước có độ axit yếu trung tính hoặc kiềm yếu, tức là cái môi trường của con cá này nó có rất là dễ, trung tính nè à, à, hoặc là kiềm yếu chút xíu cũng được, hoặc là axit yếu chút xíu cũng được, nó không có đòi hỏi cái pH lắm. Cá kiếm dễ nuôi có khả năng chịu lạnh mạnh, có thể chịu được nhiệt độ tới 14 độ C, cả nhà thấy khủng chưa? Nhiệt độ mà thấp trừ tới 20 độ là mình lạnh chết rồi còn nó là chịu đến 14 độ C, nhiệt độ xuống 10 độ nó cũng không chết luôn chỉ không là bắt mồi được thôi, tức là khi mà nhiệt độ lạnh thì lạnh quá thì nó sẽ kiếm nó không có ăn ha, nhưng mà nó chịu được cái con nhiệt độ thấp rất là giỏi cái con cá kiếm này nè. Nhiệt độ thích hợp nhất là 18 đến 24 độ C. Cá kiếm có tính ăn tương đối tạp, cá ăn tất cả các loại. Đặc điểm lớn nhất của cá kiếm là cá cái có thể chuyển thành cá đực. Cho nên nó có đặc điểm đảo nghịch về tính về giới tính đó cả nhà. Cái dòng cá này ngộ quá ha, cả nhà thấy không? tức là cá cái nó có thể thành cái con đực luôn khi mà mình nuôi trong một cái hồ ví dụ không có cá đực á, thì con cái nó có thể biến thành cá đực để nhau nó thụ tinh cho con cá cái luôn cái dòng cá này cho nên nhiều lúc mình nuôi có không có thấy cá cái mà cũng vẫn thấy cá con là gì đó cả nhà ha từ cá con cho đến cá mà tuổi trưởng thành thành thục cá cái đều nhiều hơn cá đực cho nên là vậy trong cái số lượng mà bày nuôi á, thường cái con cá cái rất là nhiều tại vì cái con cá cái nó có thể nó có khả năng nó chuyển đổi thành con cá đực luôn nhưng trong quá trình sinh sản sinh trưởng có một phần cá cái chuyển đổi thành cá đực và ngay cả sau khi thành thục về giới tính thậm chí sau khi đẻ con xong luôn một số cá cái dần dần biến đổi thành cá đực cái tập tính này ngộ quá nè na cả nhà nên nhớ nha nó hay đó ha tức là cá cái mà nó có thể thành cá đực để mà khi mà trong một cái bầy cá của mình nuôi mà không có cá đực thì con cá cũng vẫn có cá con tại vì con cá cái nó nó biến thành con cá đực đó cả nhà có cái đặc trưng của một con cá đực cụ thể luôn tức là nó sẽ nó sẽ có thể là cái kiếm nó hơi mọc dài dài nú nú ra chút xíu và có thể là thụ tinh cho con cá cái luôn ha nguyên nhân vì sao thì còn chưa có rõ nhưng mà hiện tượng mà cá đực mà chuyển thành cá cái chưa có phát hiện ra tức là con cá cái nó chuyển thành cá đực thì được nhưng mà con cá đực về chuyển thành con cá cái thì chưa có thấy à, cá đực và cá cái phân biệt rất rõ ràng cá đực á, thì có cái kiếm cá này thường cá này loài này rất là dễ phân biệt nha cả nhà còn cá cái thì nó không có kiếm và cái đuôi nó thường cái đuôi bằng nhiều hơn ha và cái vây bụng cái bụng của con cá cái lúc nào nó cũng to và bự hơn con cá đực á còn con cá đực là hình dáng nó thon thon nhọn và có cái kiếm dài loài cá này tương đối là dễ phân biệt ha cả nhà bây giờ mình qua sơ về cái đặc điểm sinh sản nha cả nhà cá kiếm là cái loài đĩa con sinh sản tương đối dễ cá bố mẹ sinh sản giao phối giống y như là cá bảy màu cái cá này nó nó đĩa trong nó không có phải đĩa trứng mà nó có đĩa con đĩa ra con trực tiếp luôn y như cá bảy màu vậy đó trong bể nuôi sinh sản chỉ cần có cá đực và cá cái theo tỷ lệ một một vì cá đực hay hiếu chiến khi chữa thì cá cái có bụng nó phình to độ dày vượt quá chiều dày của thân đốm thai từ trắng trở thành hình đen thì có thể mình chọn ra cá ra để mà sinh sản lúc đó vớt cá cái ra để mà bởi đĩa có kích thước bởi từ uh, 30 40 ha tùy theo cái uh, mình muốn cái con cá của mình đó, nó ấy thì mình phải sinh trưởng tốt thì sinh sản tốt thì cái bởi hơi vừa vừa ha chứ đừng có nhỏ quá nha cả nhà nhiệt độ 25 đến 26 độ C độ cứng đời H từ 6 đến 9 bởi hát từ 6,5 đến 8 tốt nhất đó là để sinh sản là 7 đến 7,2 nha cả nhà nắm được những cái đặc điểm này á, thì cả nhà cho con cá mình sinh sản rất là dễ tại vì trong cái cái môi trường pH hoặc là nhiệt độ này á, cả nhà ép cá đĩa rất là dễ ha thì mình nhìn thấy cái bụng của con cá cái mà nó từ cái màu hồng hồng mà nó chuyển sang màu đen tức là trong cái bụng nó cái 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 con của nó đã chuẩn bị là muốn sinh sản rồi đó cả ha lúc đó là mình vớt viên ra nha trong bởi có nhiều cây cỏ thời gian chữa kéo dài đến sáu tuần mỗi tuần cá đĩa hai đến một trăm con có lúc có thể đĩa tới ba trăm con cá con lúc đĩa có thể bắt mồi và động vật phù du bo bo loại bế là lúc mà nó đĩa ra đó cái con cá con này nó thể tự đi kiếm mồi được chứ không phải như những cái dòng cá khác nó yếu ha bố mì chăm đồ con cá này đĩa ra là có thể tự đi kiếm mồi được luôn rất là dễ nuôi cá kiếm cũng có tập tính ăn luôn cả cá con của mình khi đĩa ra nên sau khi sinh sản, kết thúc phải vớt cá ra nuôi riêng vài ba ngày sau đó thả về cá ao cũ để tránh cá đực chi đuổi giao phối quá sớm làm con cá cái bị tổn thương. Cá con sau 2 tháng đã phân biệt được đực cái, cá, cá kiếm mình nuôi được 7 tháng thì nó thành thục chu kỳ sinh sản là 35 ngày tức là khi mà nó đĩa lại đó là 35 ngày sau ha cả nhà ha khi mà đĩa xong á, là mình nên vớt con cá bố mẹ ra ha để cho cái con cá con nó tự có thể kiếm mồi nó ăn được chứ nó cái tập tính của cái con này thì cũng như là con cá bảy màu gì đó cả nhà nó sẽ ăn con của nó ha cho nên là khi mình uh, con cá nó đĩa xong là mình nên là vớt cái con cá bố cá mẹ ra nha cả nhà Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ đăng ký, like và chia sẻ giùm ha. Cả nhà đăng ký kênh để cho những cái video tiếp theo đó cả nhà thì YouTube sẽ báo ha. Cả nhà bấm vô cái chuông đó để khi mà những video tiếp tới của mình á là YouTube sẽ báo lên rồi cả nhà sẽ biết cách là coi như là xem những cái clip tiếp theo nha cả nhà. Mình ở đây mình chia sẻ rất là thật lòng như như là có cái kiến thức gì về nuôi cá hay là trồng cây về cây bán cạn hoặc như cây thủy sinh thì mình cũng chia sẻ hết cả nhà ha để ai cũng có thể được nuôi được con cá cho nó khỏe mạnh nha cả nhà biết được tập tính của con cá thì mình có thể ép cái con cá của mình sinh sản đúng thôi ha có người hỏi làm sao ủa mình nuôi con cá sao nó bị như thế này bị như thế kia tại vì mình không có hiểu rõ về con cá cho nên mình nuôi con cá nó hay chết về cái nhiệt độ nè độ pH của nước nè rồi thời tiết thay đổi là sao đó để mình chỉnh sửa con cá của mình á, nhiều lúc mấy cái con cá này là thuộc dạng là dễ nuôi nha cả nhà mà cả nhà không biết cách mà coi như là nuôi nó đúng cái cái gọi là nước nôi hay là độ pH này kia thì nó vẫn chết như bình thường chứ không có phải là nói cá dễ nuôi là muốn dục ở đâu nuôi là cũng được đâu nha cả nhà nha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.